Minh Kiệt xin kính chào các chị, các bạn, các bé nha. Tôi quay trở lại với channel của Minh Kiệt. Thì tất cả những cái thủ thuật Facebook, Instagram hoặc TikTok thì Minh Kiệt đã có chia sẻ trong cái channel của Minh Kiệt rồi. Thì các bạn có thể xem lại nha. Và Minh Kiệt thì mình không có nhận dịch vụ này. Thì các chị và các bạn có nhu cầu thì mở khóa các vấn đề bên Facebook thì các bạn có thể vào video này và các bạn xem cái phần mô tả thì có số điện thoại ở bên đối tác của mình thì các bạn có thể liên hệ với họ, và cái giá cả và dịch vụ thì ở bên đó thì họ sẽ làm cho các bạn. Nhiều lúc làm nó cũng nhức đầu luôn các bạn, những tài khoản mà giống như là ảo thì cũng hơi căng nha. Xác minh danh tính nè. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ vào phần video này nha. Ví dụ như bây giờ mình có một tài khoản này ha, và mình tạo ra để mình làm demo cho các chị và các bạn. Thì ví dụ có một tài khoản nào đó đi mà họ lấy hình ảnh của các bạn đó, họ đăng lại trên Facebook của họ đó. Thì nếu mà các bạn mà report thông thường thì tỷ lệ thì cũng hên xui thôi, 50-50. Nếu mà đăng với mục đích là tích cực, đăng cho vui chơi thì không nói. Còn mà nhiều người, nhiều khi người ta đăng á, người ta phốt giống như là phốt mà sai sự thật á, thì nhiều khi cũng ảnh hưởng đến cái danh tiếng của các bạn chẳng hạn đó, ví dụ như là như vậy. Rồi thì các bạn mở giùm mình một cái tab Facebook ở đây, thì mở dành cho trình duyệt, dành cho máy tính nha. Thì các bạn có thể yêu cầu họ gỡ tin nhắn cho họ đó. Còn nếu mà họ không gỡ thì các bạn có thể yêu cầu Facebook gỡ. Đó. Thì Minh Kiệt sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn có một cái link là yêu cầu gỡ ảnh nè. Ok, các bạn chết vào cái mục là quyền riêng tư của tôi, vi phạm quyền riêng tư, yêu cầu gỡ ảnh này. Cái liên kết URL ở đây á, thì các bạn tên là gì, họ là gì nha, mình điền khớp với tên Facebook của mình á. Bây giờ mình sẽ qua mình lấy cái URL của cái hình ảnh này. Thì các bạn làm trên máy tính á, thì các bạn double click thẳng vào cái hình ảnh này. Đó, và các bạn sao chép cái URL ở trên thanh trình duyệt của các bạn á. Đó, facebook.com rồi sẹt photo gì nè, nguyên một dòng ở trên đó. Các bạn copy hết nha. Đó, copy xong rồi mình qua cái biểu mẫu bên kia mình bắt lại. Rồi, mình bắt vào đây các bạn. Đó, ở đây thì các bạn khai đúng nha. Các bạn mà nhiều khi các bạn khai mà sai sự thật, có dịch Facebook nó khóa ngược lại tài khoản của các bạn. Rồi, gửi thôi. Cái vấn đề này là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nha các bạn. Ok, thông thường Facebook xét duyệt tầm khoảng vài tiếng, đôi khi một ngày, hai ngày chẳng hạn. Đó, thì vài tiếng sau mình quay lại bên cái bài viết này thì các bạn thấy tự động Facebook nó đã gỡ rồi. Và đồng nghĩa là cái trang cá nhân kia là Facebook nó cũng khóa luôn, là vi phạm bản quyền của người khác. Đó, cảm ơn các anh chị và các bạn nha. Bye bye.